Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Bóng Đá Today. Đừng quên ấn like và ấn chuông để cập nhật những thông báo mới nhất của Bóng Đá Today hàng ngày các bạn nhé. Còn bây giờ, những thông tin mới nhất về bóng đá trong ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Người hùng Edinson Cavani đối mặt án cấm thi đấu. Chiến thuật của Mourinho đưa Tottenham lên đầu bảng. Edinson Cavani nối gót Solskjaer lập kỷ lục tại ngoại hạng Anh. Aubameyang sẽ rời khỏi Arsenal. Edinson Cavani có nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá Anh FA cấm thi đấu vì bị cáo buộc sử dụng từ ngữ phân biệt chủng tộc trong một bài đăng trên mạng xã hội. Cavani đã trở thành người hùng của MU trong chiến thắng ngược dòng kịch tính 3-2 trước Southampton tại vòng 10 giải ngoại hạng Anh. Vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, tiền đạo người Uruguay đã tỏa sáng với pha kiến tạo cho Bruno Fernandes ghi bàn, rút ngắn tỷ số trước khi tự mình lập cú đúp để mang về 3 điểm cho Quỷ Đỏ. Sau trận đấu, Cavani đã chia sẻ một số hình ảnh chúc mừng mà anh nhận được từ người hâm mộ trên mạng xã hội Instagram. Một hình ảnh trong số đó được tiền đạo này chia sẻ cùng với thông điệp Gracias Negrito. Thuật ngữ trong bài đăng của Cavani được cho là từ ngữ mà người đồng đội của anh trong màu áo của đội tuyển Uruguay Luis Suarez đã sử dụng để lăng mạ hậu vệ Patrick Evra trong trận đấu giữa Liverpool và MU vào tháng 10 năm 2011. Và ai cũng biết Suarez sau đó đã bị FA phạt 40.000 bảng và cấm thi đấu 8 trận vì hành vi phân biệt chủng tộc. Hiện cả Manchester United và FA vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này. Nhưng tờ Sky Sports tiết lộ rằng cơ quan đứng đầu bóng đá Anh sẽ tiến hành một cuộc điều tra về bài đăng của Edinson Cavani, bất chấp tiền đạo người Uruguay đã xóa ngay sau đó. Theo tờ The Sun, nếu bị cáo buộc và có lời lẽ phân biệt chủng tộc, Cavani có nguy cơ bị treo giò ít nhất là 3 trận. Cavani gia nhập đội chủ sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 10 vừa qua. Với cú đúp vào lưới của Southampton, cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain hiện đã có được 3 bàn thắng chỉ sau 5 lần vào sân thay người ở ngoại hạng Anh. Do đó, nếu tiền đạo người Uruguay bị treo giò như người đồng đội Suarez, đó sẽ là một tổn thất dành cho MU trong bối cảnh cả Rashford và Martial đều đang thi đấu thất vọng trên hàng công. Ý đồ chiến thuật hợp lý đã giúp cho các học trò của Jose Mourinho lấy lại ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh sau vòng 10. Trận đấu tại Stamford Bridge trở nên sôi động ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Chelsea là đội chủ động cầm bóng, nhưng Tottenham mới là phía sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm nhờ khả năng phản công và chuyển đổi trạng thái hợp lý. Tuy nhiên, Bovai và Ndombele đều không tận dụng tốt những cơ hội tương đối ngon ăn của mình. Còn phía đối diện, tình huống đáng chú ý nhất trong 25 phút đầu tiên là cú sút tung lưới Spurs của Timo Werner. Đáng tiếc, tiền đạo người Đức đã rơi vào tư thế việt vị. Sau 20 phút đầu có phần hào hứng, thế trận trùng xuống rõ rệt với ý đồ phòng ngự chặt của gà trống. Cộng với việc Chelsea chơi tấn công kém hiệu quả, hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Thế trận còn trở nên buồn tẻ hơn trong hiệp đấu thứ hai khi một bên tấn công bế tắc còn bên còn lại chơi phản công thiếu sắc sảo. Pha bóng đáng chú ý nhất đến từ nỗ lực cá nhân của Mason Mount với một pha sút xa trái phá từ ngoài vòng cấm địa. Tuy nhiên người chơi hay hơn lại là thủ môn Hugo Lloris với một pha đổ người khó tin. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Với một điểm có được, Mourinho cùng với các học trò đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của Liverpool khi có cùng điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Cavani lập kỷ lục tương tự Solskjaer ở ngoại hạng Anh. Trong trận đấu mà Man United thắng ngược Southampton 3-2, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Paul Pogba khen ngợi hết lời. Vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 46, Cavani đã giúp MU xoay chuyển tình thế từ bại thành thắng trước Southampton với một pha kiến tạo cùng với một cú đúp. Đây là lần thứ hai một cầu thủ MU vào sân thay người và liên quan trực tiếp đến 3 bàn thắng trở lên trong một trận đấu tại ngoại hạng Anh. Trước Cavani, ai đã làm được điều này? Chính là Solskjaer, người đã ghi 4 bàn vào lưới của Nottingham Forest vào tháng 2 năm 1999. Theo dõi Cavani thi đấu giúp MU thắng ngược ấn tượng, cựu đội trưởng Quỷ Đỏ Roy Keane lên tiếng. Giờ thì còn ai hoài nghi Cavani nữa không? Anh ấy đã cho thấy sự lợi hại của mình. Còn thủ quân hiện tại của Man United Harry Maguire cho rằng các tiền đạo trong đội phải nhìn vào Cavani mà học hỏi. Mọi người đã thấy những gì mà Cavani mang lại cho MU hôm nay, cách di chuyển trên sân của anh ấy, không mấy tiền đạo có thể đạt được. Cavani là tấm gương tuyệt vời để các tiền đạo trong đội học hỏi. Còn Bruno Fernandes, Cavani rất quan trọng đối với chúng tôi và hôm nay anh ấy đã cho thấy điều đó. Anh ấy là một tiền đạo tuyệt vời với khả năng săn bàn không thể chê. Paul Pogba phải ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá chân, bày tỏ niềm vui với màn trình diễn chói sáng của Cavani, hét vang El Matador, biệt danh của tiền đạo người Uruguay khi ghi bàn. Paul Pogba còn để kèm biểu tượng ngọn lửa cho thấy Cavani truyền cảm hứng chơi bóng cho Man United.
Phong độ của chân sút người Gabon rất đáng báo động trong thời gian qua, khi anh liên tục tịt ngòi. Cựu danh thủ của Man United và Liverpool, Poing, cho rằng Aubameyang sẽ rời khỏi Arsenal vào cuối mùa giải năm nay. Tiền đạo người Gabon đang trải qua giai đoạn khó khăn khi anh liên tục tịt ngòi trong thời gian gần đây. Cựu sao Dortmund chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Arsenal vào tháng 9. Aubameyang nhận mức đãi ngộ khủng là 300.000 bảng trên một tuần tại Emirates. Trái với sự kỳ vọng lớn lao từ giới chuyên môn và người hâm mộ, Aubameyang sa sút không phanh kể từ đó cho đến nay. Ngôi sao 31 tuổi tiếp tục gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở thất bại 1-2 của Arsenal trước Wolverhampton rạng sáng nay. Phong độ đáng báo động dành cho Aubameyang. Phát biểu trên báo chí, Poing nhận định: "Tôi đang lo lắng cho Aubameyang, cậu ấy tỏ vẻ bực bội và không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội xung quanh. Dù Aubameyang đã ra hạn hợp đồng 3 năm với Arsenal, nhưng thành thật mà nói, tôi không thấy tương lai của cậu ấy tại sân Emirates." Cựu danh thủ Ian Wright lý giải nguyên nhân Aubameyang sa sút: "Tôi nghĩ cậu ấy không có những đồng đội thật sự chất lượng xung quanh mình. Mikel Arteta hiểu điều đó nhưng không thể mua sắm thêm tân binh vì tình hình tài chính khó khăn." Sau khi được nghỉ ở trận đấu tại Champions League hồi giữa tuần, Lionel Messi đã trở lại trong đội hình xuất phát của Barca ở cuộc đọ sức ở vòng 11 La Liga. Đang khát chiến thắng lại chỉ gặp đối thủ tầm trung trên sân nhà, Messi và các đồng đội đẩy cao tốc độ ngay từ những phút đầu. Phút 11, Messi có pha đi bóng vượt qua cả thủ môn đối phương trước khi truyền vào thuận lợi để Philippe Coutinho dứt điểm, nhưng bóng đã bị phá trên vạch vôi. Những áp lực liên tục của Barca cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 29. Braithwaite tận dụng rất tốt tình huống lộn xộn trước khung thành của Osasuna để ghi bàn. Sau bàn thua, Osasuna nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng khi các cơ hội của họ chưa được chuyển hóa thành bàn thắng, thì lưới của thủ thành Herrera đã phải rung lên lần thứ hai. Sau tình huống pha bóng của hậu vệ bên phía Osasuna, Antoine Griezmann tung ra cú đá bóng sống đẳng cấp khiến cho thủ môn đội khách chỉ biết đứng nhìn. Sang hiệp 2, Barca không quá vồ vập nhưng bàn thắng thứ 3 vẫn đến với họ ở phút 57. Griezmann là người kiến tạo để Coutinho đệm bóng cận thành chính xác. Khi lợi thế của Barca đã rất lớn, người hâm mộ bóng đá của câu lạc bộ này rất kỳ vọng Messi sẽ ghi được bàn thắng và cuối cùng thì siêu sao người Argentina đã không làm tất cả phải thất vọng. Phút 73, Messi có pha solo chuẩn mực vượt qua hàng thủ của Osasuna trước khi dứt điểm tung nóc lưới đội khách. Sau bàn thắng này, Messi đã có màn ăn mừng cảm xúc khi cởi áo để lộ thông điệp tri ân huyền thoại bóng đá Maradona. Dẫn trước đối thủ 4-0, Barca chơi chậm lại trong những phút cuối và điều đó đã tạo ra những thời cơ cho Osasuna có bàn danh dự. Tuy nhiên, các tiền đạo của đội khách đã không thể có một lần làm tung mảnh lưới của đội chủ sân Nou Camp. Thắng 4-0 trước Osasuna, Barca tạm thời có 14 điểm vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng La Liga. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn chú ý lắng nghe, theo dõi bản tin mới nhất về bóng đá của Bóng Đá Today. Và hãy nhớ like, share video này để nhiều người hơn nữa có thể cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất đến từ Bóng Đá Today. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!